7 độ tuổi mà chị em phụ nữ sung sức nhất, hãy tận dụng ngay. Các bạn thân mến, thực tế thì chị em phụ nữ ở mỗi một giai đoạn độ tuổi khác nhau thì có sự ham muốn và khả năng hoạt động cũng khác nhau. Nghiên cứu mức độ ham muốn của chị em cũng như khả năng chinh chiến của phụ nữ cho thấy mỗi một giai đoạn ở độ tuổi khác nhau, sự mong muốn, sự ham muốn và khả năng của chị em là không đồng nhất. Vì vậy, nhiều người thường đặt câu hỏi rằng, vậy thì chị em phụ nữ tuổi nào là sung sức nhất? Phụ nữ trong giai đoạn 30 đến 40 đều có nhu cầu tình dục mãnh liệt và cháy bỏng gấp đôi so với những cô nàng trẻ trung. Trong khi đó, chị em từ 27 đến 45 tuổi thì có tần suất ân ái dày hơn và thường xuyên mơ màng đến những giây phút thăng hoa rừng chiếu. Việc khám phá ra bí mật ở độ tuổi chị em phụ nữ ham hố nhất này sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về chính con người mình, hiểu hơn về người bạn đời của mình, lứa tuổi nào chị em có nhu cầu nhất để chúng ta đáp ứng và chúng ta cùng xây dựng một cuộc sống tình yêu viên mãn hạnh phúc. Thứ nhất, chính là chị em phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi mới lớn. Đây là độ tuổi mà cơ thể của các bạn nữ sẽ tiết ra nhiều hormone tình dục nhất, rất thuận lợi cho việc sinh đẻ và sinh lý của chị em cũng đỉnh cao nhất. Tuy nhiên lại bị ảnh hưởng về mặt tâm lý như là e ngại hay là thiếu kỹ năng, tự ti về vẻ bề ngoài của mình, nên là các bạn nữ ở độ tuổi này lại ít có ham muốn hơn. Trừ giả những em mà đã vốn dĩ có dòng máu lẳng lơ, vốn dĩ lớn trước tuổi. Ham muốn tình dục ở nam và nữ không giống nhau. Phụ nữ cần được kích thích cả về tâm lý và thể chất để có cảm hứng cho chuyện thầm kín này. Còn đàn ông thì chỉ cần nhìn thấy một cô em nõn nà trong quán bia là có thể dậy sóng trong lòng. Khác với đàn ông, phụ nữ cần những ám hiệu đầy ẩn ý và riêng biệt. Họ có thể nổi hứng trước một cuộc trò chuyện thân mật hay là những cử chỉ âu yếm của người tình. Đặc biệt là có thể trong những đụng chạm rất nhẹ nhàng, rất tinh tế thôi. Tất nhiên sẽ không thể có cảm giác tình dục nếu như không có các hormone, estrogen và testosterone. Gen cũng đóng một phần quan trọng. Đặc điểm của động lực tình dục cũng là một yếu tố bẩm sinh, nhưng các yếu tố tâm lý vẫn quan trọng hơn là di truyền. Khi mà những cô gái mới lớn này, đa số thì chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và động lực lên xuống cũng theo kỳ kinh. Trong kỳ dựng trứng thì phụ nữ có nhiều hưng phấn và cũng dễ đạt được khoái cảm hơn. Ngược lại với quan điểm thông thường, với lứa tuổi mới lớn này thì không nhất thiết là thời điểm khao khát thầm kín, khao khát sex ở phái nữ. Rất nhiều các cô gái trẻ phải vật lộn xây dựng hình ảnh cái tôi, vừa lo cho sự nghiệp hay thậm chí nhiều em vẫn còn lo đi học nữa, tìm kiếm người bạn trai. Nếu như người con gái mới lớn không quan hệ tình dục thường xuyên thì niềm đam mê của họ có thể bị suy yếu. Các nghiên cứu cho thấy là phụ nữ hoạt động tình dục ít hơn một lần trên tuần, dễ có chu kỳ kinh nguyệt thất thường và gặp các vấn đề về buồng trứng nhiều hơn so với những người làm tình hàng tuần. Tóm lại có thể nói rằng, đối với những cô nàng mới lớn tuổi đôi mươi, tuy là hormone đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng tâm lý lại không được vững vàng, tâm lý cũng chưa từng trải qua nhiều những sự ham thích, nên mong muốn ở lứa tuổi này, xét về mặt sinh học thì rất cao, nhưng về mặt tâm lý thì lại tương đối là thấp. Giai đoạn phụ nữ tuổi 25 cũng là một giai đoạn đỉnh cao. Cho dù bạn và người đàn ông, người chồng của mình vừa trở về từ tuần trăng mật nóng bỏng, hay là có nhiều những năm ân ái mặn nồng, thì chắc hẳn là bạn đã có những giây phút thăng hoa không thể quên. Nhưng bạn vẫn có thể làm chàng sung sướng hơn nữa, dù đang ở bất cứ giai đoạn nào của mối quan hệ. Các chuyên gia tình dục sẽ cung cấp cho bạn những mô hình cảm xúc thay đổi theo năm tháng và các biện pháp để bạn và chàng hưởng thụ nhiều hơn trong từng giai đoạn. Ở tuổi 25, khi đắm say trong tình yêu, chúng ta sản xuất ra rất nhiều dopamine. Những hóa chất này không chỉ khiến cho chúng ta cảm thấy lâng lâng mà còn gia tăng và thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ở cả nam và nữ. Ngoài ra, thời gian cũng là một yếu tố thuận lợi với lứa tuổi này. Với những cặp vợ chồng son dỗi chưa con cái, cả sáng lẫn tối đều là của nhau. Hơn thế nữa, việc bạn mới bắt đầu hành trình khám phá người bạn đời của mình, khám phá cơ thể của nhau nên có rất nhiều thứ để hai người trải nghiệm. Với tất cả sự cuồng nhiệt trong người bạn và người chồng, có thể người đàn ông sẽ bị hưng phấn quá mức dẫn đến những tình trạng như là xuất tinh sớm, hoặc là vì người phụ nữ còn trẻ nên chưa biết cách nào để có thể trèo lên tới đỉnh cùng với chồng. Điều tốt đẹp là công cuộc sửa chữa những khuyết điểm này là một điều rất thú vị. Đây là thời điểm để các anh
tìm hiểu cơ thể của nhau và phát hiện ra những gì mình thích, những gì mình không thích. Và để chuyện ân ái này thực sự nóng bỏng thì bạn cần phải cho nhau biết mình muốn gì. Khi nào bạn đã lên đến đỉnh, hai người có thể không ngần ngại nhìn sâu vào mắt nhau để chia sẻ. Sau những giây phút chia sẻ suy nghĩ này, đến lúc hai người sẽ cảm thấy đủ hào hứng để nói đến bất cứ điều gì. Việc lột bỏ quần áo sẽ diễn ra một cách cuống quýt, nhưng mà đừng có vội vàng quá. Hãy chậm rãi trong mọi hành động. Hãy biết rằng hạnh phúc là một cuộc hành trình, và người phụ nữ ở lứa tuổi 25 tuy chưa là đỉnh cao trong những kỹ thuật chống phòng the, nhưng việc đi lấp đầy những khuyết điểm của nhau, cùng với nhau khám phá ra những điều thú vị trong cơ thể của mình mới chính là một cuộc hành trình hạnh phúc. Độ tuổi thứ 3 cũng là đỉnh cao trong chốn phòng the của chị em phụ nữ, rất gần với lứa tuổi 25 thôi, đó là lứa tuổi 28. 28 là quãng thời gian mà người phụ nữ trưởng thành hơn về cả mặt tâm lý, sinh lý cũng như cơ thể. Khi họ đã có đầy đủ sự tự tin thì vấn đề tình dục cũng trở nên đơn giản và bắt đầu bày tỏ sự ham muốn tình dục của mình cách rõ ràng. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong độ tuổi 28 thì chị em có đời sống tình dục tốt nhất và chuyện ham muốn cũng bắt đầu tăng lên dần dần. Tuy nhiên là vẫn có khá nhiều những yếu tố tác động khiến một số chị em có thể hơi bị hạn chế một chút ham muốn trong giai đoạn này. Khảo sát thực tế cũng cho thấy được rằng phụ nữ có đời sống tình dục tốt ở tuổi 28. Tuy nhiên là vẫn có sự khác nhau giữa người này và người kia, phụ thuộc vào di truyền, vào chất lượng của một mối quan hệ, hay về đời sống, về con cái, về công việc, cũng như nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khác. Tuy nhiên, xét về cả mặt tâm lý và cả mặt sinh lý, thì chị em phụ nữ tuổi 28 có thể coi là một giai đoạn đỉnh cao. Độ tuổi 30 với thực sự là thời điểm mà chị em phụ nữ bùng nổ nhất. Cơ thể chị em phụ nữ tuổi 30 lúc này gần như đã hoàn thiện, chức năng sinh lý cũng mạnh nhất, đặc biệt là thêm việc đã trải qua những lần sinh đẻ, khiến cho phụ nữ hiểu rõ hơn về cơ thể mình. Các chị em đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện ấy nên cũng tự tin hơn. Ở độ tuổi 30, chị em có cảm giác ham muốn và luôn khao khát gần gũi với chồng mạnh mẽ nhất. Khi phụ nữ sang đến tuổi này thì hầu hết đã có sự hiểu biết nhất định về cơ thể mình. Họ cũng rất có khả năng xây dựng được một mối quan hệ vững bền. Tuổi 30 có chồng là một liều thuốc tiên đối với phụ nữ, bởi vì tình dục sẽ rất thăng hoa dưới sự bảo vệ an toàn của một mối quan hệ cam kết. Nhưng những căng thẳng từ việc nuôi con và việc duy trì sự nghiệp có thể lại là ở phía ngược lại, phá hủy đi niềm đam mê này. Sự thực hành sẽ làm nên điều hoàn hảo, và phụ nữ sẽ đạt được khoái cảm tốt hơn vào lứa tuổi 30. Và điều này cũng thúc đẩy lòng ham muốn ở họ một cách mạnh mẽ. Đó cũng là lý do dẫn đến quan niệm phụ nữ đạt đỉnh cao của sex vào lứa tuổi 30. Trong những năm đầu đời của đời sống vợ chồng, trước khi có con, phụ nữ có ít những lời phàn nàn nhất về chuyện chăn gối. Còn chuyện hàm lượng những hormone bắt đầu giảm đi ở độ tuổi 35 thì thực sự là cũng không có quá nhiều ý nghĩa đâu. Với nhiều phụ nữ, lứa tuổi 30 dành cho việc sinh con. Trong giai đoạn giữa, tức là 2 tháng giữa của thai kỳ, bạn sẽ không còn phải đối mặt với những cơn thai nghén nữa, và cũng chưa phát tướng đến mức là việc gần chồng giống như một cuộc vật lộn. Thì rất nhiều phụ nữ nhận thấy sự đam mê trỗi dậy trong lòng mình. Điều này một phần xuất phát từ cảm giác gắn kết với người bạn đời, nhưng hormone cũng đóng một vai trò quan trọng, bởi vì trong thời gian mang thai thì hàm lượng progesterone sẽ tăng lên gấp hàng nghìn lần và estrogen thì tăng hàng trăm lần, làm cho vùng kín của chị em phụ nữ phồng lên và trơn nhẵn hơn. Sức ép của em bé cũng đang lớn dần đè lên cơ quan sinh dục nên cũng sẽ tăng kích thước. Nhưng sau khi em bé ra đời, với nhiều phụ nữ thì gần như chuyện gần gũi với chồng lại như tụt dốc không phanh. Sự suy giảm đột ngột này một phần bắt nguồn từ sự suy kiệt sau cơn vật cản, nhưng lại một lần nữa hormone cũng đóng vai trò quan trọng. Hàm lượng hormone bị giảm đi một nửa sau khi sinh con, mặc dù nó cũng đã nhanh chóng trở lại mức bình thường thôi, nhưng sẽ rất bình thường nếu như các cặp vợ chồng chỉ gần gũi nhau 1 đến 2 lần trong 4 tháng sau khi em bé ra đời. Các bà mẹ khi mà bận rộn chăm sóc con thì đặc biệt sẽ mất đi hứng thú với việc gần gũi chồng. Cho con bú sẽ làm gia tăng sản xuất hormone prolactin, do đó sẽ làm giảm sự rụng trứng và những hàm lượng hormone trong cơ thể. Ngoài ra, cho dù hàm lượng hormone của bạn có bình thường thì việc làm mẹ cũng như là một gáo nước lạnh dội vào niềm đam mê vậy, xoay như trong chóng giữa các nhiệm vụ từ công việc đến con cái đến bếp núc. Những người phụ nữ ngoài 30 tuổi
dường như phải chịu một sức ép khổng lồ. Họ thường xuyên nổi giận với chồng, vốn không chia sẻ công bằng những trách nhiệm này. Thì thực sự, việc vợ phàn nàn hay việc vợ không có nhiều hứng thú với các anh là một điều đương nhiên. Chính vì vậy, hãy biết được rằng chị em ở lứa tuổi này đang là đỉnh cao đấy. Nếu như các anh biết tận dụng và biết chia sẻ, thì không có người phụ nữ nào từ chối chồng đâu. Lứa tuổi thứ 5. Lứa tuổi 40 trở đi của người phụ nữ cũng được coi là một trong những thời gian vàng cho những chuyện yêu đương chăn gối. Khi bước sang độ tuổi 40 thì mức độ mong muốn, ham muốn của chị em trong chuyện chăn gối vẫn còn rất cao, nhưng đã bắt đầu với những dấu hiệu giảm dần, sau đó giảm hẳn khi bước sang lứa tuổi 50. Nguyên nhân là do ở độ tuổi này, hormone sinh dục đã giảm và phụ nữ bước sang tuổi tiền mãn kinh nên chuyện tình dục giảm hơn so với trước kia. Các trục trặc về tình dục có xu hướng giảm đi khi tuổi đời đã chín muồi. Giống như người phụ nữ ở lứa tuổi 30, những người ngoài 40 bắt đầu thoải mái hơn về cái tôi tình dục của mình. Và nay thì họ lại có thời gian và có năng lượng để hưởng thụ nó. Và cho dù hứng thú có giảm đi một chút, thì họ cũng đạt được đến đỉnh cao trong sự thỏa mãn. Phụ nữ ở tuổi này biết mình muốn gì và không ngần ngại đưa ra yêu cầu nữa. Đây cũng là giai đoạn phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh, khi mà hàm lượng estrogen và testosterone bắt đầu giảm. Tiền mãn kinh thường gõ cửa ở lứa tuổi 46. Một khoảng nửa phụ nữ hơn 45 tuổi gặp các triệu chứng như là mất kinh bất thường hay là tình dục thấp và khô âm đạo. Nhưng mà sự suy giảm trong động lực tình dục không có nghĩa là chuyện ân ái không còn thú vị. Bạn có thể không còn ham muốn tức thì, nhưng khả năng đạt được tình khoái không hề giảm ở tuổi 40. Nhiều phụ nữ tiền mãn kinh dùng thuốc tránh thai để cân bằng sự dao động hormone và giảm nhẹ các triệu chứng. Tuy nhiên thì thuốc cũng giúp tránh thai ngoài ý muốn. Mặc dù thuốc có thể tác động tới ham muốn, nhưng nó lại cũng giúp phụ nữ tìm lại chính mình và có cảm hứng cao hơn cho chuyện ân ái. Sự rối loạn tuyến giáp, sản xuất hormone kích thích chức năng cơ thể thường phổ biến ở phụ nữ trên 40 tuổi. Khoảng 1/15 phụ nữ mắc chứng bệnh này, và tỷ lệ này đang ngày càng tăng cao. Đến tuổi 50 thì tỷ lệ này chỉ còn 1/10. Sự giảm hoạt động của tuyến giáp, tiết ra quá ít hormone là một nguyên nhân chính gây nên tình dục thấp. Phụ nữ gặp tình trạng này thường hay mệt mỏi, tăng cân và trầm cảm. Tuy nhiên, chữa trị bằng hormone tổng hợp có thể giảm được triệu chứng này. Và cuối cùng, lứa tuổi chị em phụ nữ hồi xuân, tức là ở lứa tuổi 50, cảnh báo trước sự mãn kinh, một sự thay đổi sâu sắc trong ham muốn tình dục, cũng là thời điểm cuối cùng, gần như là phụ nữ được ban tặng một quãng thời gian có lửa tình nồng ấm nhất. Nhiều người phụ nữ phát hiện thấy quãng đời này mang đến một số lợi ích thúc đẩy tình dục rất lớn. Khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, thông thường ở lứa tuổi 51, thì khoảng 40% bắt đầu gặp phải sự suy giảm đột ngột trong hưng phấn tình dục, hoặc có thể có một số kiểu rối loạn chức năng. Cùng với sự mãn kinh, có sự suy giảm mạnh mẽ về việc sản xuất các hormone trong buồng trứng. Điều này sẽ làm giảm các loại hormone, giảm các loại chất gây nhờn và giảm cả lượng máu chuyển đến các cơ quan sinh dục. Nhiều người phụ nữ lại rất hứng khởi trước việc thoát khỏi rắc rối từ kinh nguyệt và các biện pháp tránh thai. Và mặc dù họ không thể dựa vào hormone để kích thích những ham muốn trong mình, thì cũng không cần phải chào từ biệt các cuộc vui thâu đêm này. Những liệu pháp mới bao gồm cả Viagra cũng đang được thử nghiệm. Nhiều phụ nữ sau khi mãn kinh dùng biện pháp thay thế hormone, trong khi biện pháp này hiệu quả trong điều trị chứng mãn kinh như khô âm đạo, trào huyết, và nó có thể giảm lượng testosterone, hạ thấp tình dục. Vậy thì một người phụ nữ đang suy giảm ham muốn thì nên làm gì để cải thiện điều này? Nếu như chị em phụ nữ hoặc là người bạn đời của các bạn đang rơi vào giai đoạn suy giảm ham muốn nhưng lại muốn cải thiện tình hình để giữ lửa tình yêu cho gia đình, thì nên kết hợp rất nhiều các biện pháp như là thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao, xây dựng cho mình một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, nhiều rau xanh, nhiều các thực phẩm sạch. Cốt lõi cũng là để giúp cơ thể khỏe mạnh, ổn định lượng hormone. Bên cạnh bổ sung chế độ ăn uống thì chị em nên giữ cho mình tâm lý thoải mái, nghỉ ngơi điều độ hơn, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn, tránh ăn các loại thực phẩm có sẵn, các loại đồ hộp, các loại đồ cay nóng và dầu mỡ, hạn chế tối đa việc sử dụng chất kích thích như rượu, bia, cà phê. Tất cả những biện pháp này chung quy lại cũng đều giúp cho chị em có một thân hình cân đối, một sức khỏe dẻo dai
từ đó cũng cải thiện được đời sống tình dục. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với những lời chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thể hiểu hơn về những nhu cầu của chị em phụ nữ trong từng lứa tuổi, đâu là lứa tuổi mà chị em phụ nữ đỉnh cao nhất trong giới phòng the. Và tùy vào hoàn cảnh, tùy vào sức khỏe của mỗi người mà chênh lệch giữa các độ tuổi, chênh lệch về sự ham muốn ở các lứa tuổi là khác nhau. Có người phụ nữ tuổi 28 là ham muốn nhất, nhưng có những người phụ nữ phải đến tuổi 40 mới đạt được sự đỉnh cao của cực khoái. Mỗi chị em sẽ đều rơi vào các trường hợp khác nhau, và hy vọng là các bạn sẽ có thể tìm được đâu là thời điểm mà vợ mình, người tình của mình đang đỉnh cao nhất để cùng nhau có những giây phút thăng hoa. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.